can thiệp ECMO cứu chàng trai từ cửa tử. Thanh niên 19 tuổi bị tai nạn giao thông, đa chấn thương, dập phổi, được các bác sĩ phối hợp nhiều biện pháp can thiệp ECMO cứu sống. Ngày 1 tháng 10, Thượng úy bác sĩ Tạ Văn Bạch, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân cấp cứu với sốc đa chấn thương. Bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị xuất huyết trong ổ bụng, phẫu thuật xử trí các chấn thương như thủng hỏng tràng, vỡ bàng quang. 3 ngày sau, bệnh nhân bị suy hô hấp, nguy kịch do tổn thương dập phổi tiến triển. Bác sĩ quyết định can thiệp ECMO, kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể. Đây là quyết định hết sức khó khăn cho bệnh nhân có nhiều nguy cơ chảy máu khi chạy ECMO bắt buộc phải dùng thuốc kháng đông. Tình trạng bệnh nhân nặng hơn, lưu lượng ECMO không đủ để hỗ trợ cho phổi, đồng thời chảy máu rỉ rả mũi miệng và vết mổ. Trong tình huống nghìn con treo sợi tóc, kiếp điều trị bắt buộc sử dụng thuốc kháng đông tối thiểu, chấp nhận nguy cơ đông bằng ECMO sớm hơn bình thường để bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân. Bệnh nhân dần qua cơn nguy kịch, thoát được cửa tử sau những giờ phút khó khăn. Sau 7 ngày, phổi người bệnh dần cải thiện cai ECMO. Các bác sĩ lúc này mới phẫu thuật kết xương đùi hai bên xương hàm mặt. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân cải thiện, các tổn thương được xử trí cơ bản, sinh hiệu ổn định, tập cai máy thở và điều trị vật lý trị liệu. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.